Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn đến với kênh Thần Thầy Lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình trả lời một thắc mắc của một bạn. Bạn ấy hỏi rằng 2, 3, 5, 7, 6 chia cho 56 thì đây được gọi là phép chia số có 1, 2, 3, 4, 5 với số có 2 chữ số. Đây là phép chia số có 5 chữ số cho số có 2 chữ số. Thì cái bài đầu tiên là phép chia hết, cái bài thứ hai là phép chia có dư. Mình sẽ giải bài thứ nhất, bài thứ hai các bạn giải tương tự nha các bạn. Rồi, thì các bạn chuyển qua phép chia nào. 2, 3, 5, 7, 6 chia cho 56. Thì ở đây các bạn phải giỏi hai phép tính, đó là phép nhân và phép trừ, được chưa? Rồi bắt đầu nè, 2 chia cho 52 không được, 23 chia cho 52 cũng không, xin lỗi, 23 chia cho 56 cũng không được. Tiếp tục, 235 chia cho 56 thì các bạn cứ lấy 56 nhân 1 ra 56, 56 nhân 2 ra 112, 56 nhân 3 ra 168, 56 nhân 4 bằng 224, 56 nhân 5 bằng 280. Và các bạn thấy rằng 280 đã vượt quá 235 thì các bạn sẽ lấy khăn trên 56 nhân 4 bằng 224. Vậy 224 chia 56 được 4, viết 4 vào phần thương 4, được chưa ạ? Rồi tùy vào giáo viên, có giáo viên sẽ viết 224 này nè vào bên phải đây, 224. Có những giáo viên người ta không viết vào bên đây mà các bạn trừ hoài hoài nháp. Tùy vào giáo viên các bạn, các bạn có thể trừ hoài nháp hoặc là các bạn viết vào đây, tùy vào giáo viên. Rồi các bạn trừ nè, 5 trừ 4 được 1, 3 trừ 2 được 1, 2 trừ 2 được 0. Tiếp tục 11 chia cho 56 không được, các bạn hạ tiếp số tiếp theo đó là 7. Vậy là 117 chia 56 được bao nhiêu? Thì các bạn thấy rằng 56 nhân 2 được 112. Vậy 112 chia 56 được 2, viết 2 vào đây, viết 2 vào đây. Vậy các bạn viết 112 vào đây và lấy trên trừ dưới. 5, xin lỗi, 7 trừ 2 được 5, 1 trừ 1 được 0, 1 trừ 1 được 0, 5 chia 56 không được, hạ 6 xuống. 56 chia 56 được mấy ạ? À? Được 1, viết 1 vào đây và viết 56 vào đây, viết 56 vào đây. 56 trừ 56 được 0. Vậy 2, 3, 5, 7, 6 chia cho 56 được 4, 4, 2, 1. Đây được gọi là phép chia hết. Tương tự, bài tiếp theo các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. 3, 1, 6, 2, 8 chia cho 40, 48. Tương tự các bạn làm như vậy nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.